Trước tiên xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay rất là vui được thấy công ty Sơn Hà cùng với tất cả các đội ngũ cán bộ công nhân viên rất là lớn mạnh. Trông tất cả những khuôn mặt rất là đẹp trai, xinh gái và khí thế rất là hào hứng trong ngày buổi chiều ngày hôm nay. Thì chúc tất cả toàn bộ 5 công ty, 5 doanh nghiệp và 5 đơn vị này ngày của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, rồi có thêm tình giao lưu đoàn kết và thậm chí là có nhiều đôi hình thành qua những cuộc giao lưu như thế này. Bởi vì music.